bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa bị con gái ép mặc váy và sơn móng tay. Sau khi cái heo nhỏ chào đời, Nhật Nguyệt và fan của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa đều dễ dàng nhận ra cuộc sống của vợ chồng nổi tiếng này đã thay đổi rất nhiều. Từ cán bộ già nghiêm khắc, khó tính, Hoắc Kiến Hoa thay đổi thành ông bố chiều con vô điều kiện. Còn Lâm Tâm Như vốn là nữ cử nhân nổi tiếng cũng phải học cách dịu dàng, đằm thắm để theo ý con. Trong lần lộ diện hiếm hoi ở một số sự kiện được tổ chức cách đây không lâu, Lâm Tâm Như đã khiến mình và nhiều bạn phải phấn khích không thôi khi chia sẻ khá nhiều câu chuyện với con gái cá heo nhỏ. Mới hơn 5 tuổi, cá heo nhỏ đã ra dáng người quyền lực nhất gia đình, khiến bố mẹ phải giữa khóc giữa cười vì những yêu cầu của mình. Lâm Tâm Như than thở, mình vốn thích phong cách hào phóng, năng động, trong khi đó con gái cá heo nhỏ lại rất thục nữ, tao nhã. Cô bé luôn đặt ra rất nhiều yêu cầu đặc biệt cho mẹ, bao gồm bắt Lâm Tâm Như ở nhà chỉ được mặc váy dài thướt tha, phải để tóc dài. Bởi thế mà khi nhìn thấy tóc mẹ bị cắt ngắn, cô bé đã sốc đến mức khóc nức nở, ai dỗ cũng không được. Chẳng những thế, cá heo nhỏ còn có đam mê đặc biệt với việc làm đẹp cho mẹ. Không chỉ thường xuyên thiết kế những kiểu tóc độc lạ, cô bé còn sắm sửa cả bộ trang điểm dành riêng cho trẻ con, ngày nào cũng yêu cầu mẹ ngồi yên để mình trổ tài làm chuyên gia make up. Quá mệt mỏi khi phải làm người mẫu bất đắc dĩ cho cá heo nhỏ, Lâm Tâm Như đã quyết định khuyên nhủ con gái nên đi làm Hoắc. Lâm Tâm Như đã quyết định khuyên nhủ con gái nên đi tìm Hoắc Kiến Hoa vì lý do bố con đã được trang điểm bao giờ đâu, bởi cô biết ông sợ mình là người cuồng con gái, chẳng thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của cá heo nhỏ. Kể từ đó, công việc mỗi ngày của Hoắc Kiến Hoa là ngồi nghiêm chỉnh trên sàn nhà cho con gái cái heo nhỏ trổ tài, từ tô mắt xanh đỏ tím vàng cho đến vẽ móng tay với độ màu sắc rực rỡ đều được cô bé áp dụng cho bố hết. May mắn là Hoắc Kiến Hoa rất thích hùa theo sở thích của con gái, dù khuôn mặt được tô sắc trừu tượng thì anh vẫn khen ngợi cô bé hết lời. Lâm Tâm Như cũng chia sẻ thêm, so với Hoắc Kiến Hoa cô nghiêm khắc với con gái hơn, mỗi lần muốn đòi gì cái heo nhỏ đều cố tình tránh mẹ, tìm bố để đàm phán, bởi chàng tài tử chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ nhõng nhẽo của con gái là sẽ thỏa mãn cô bé vô điều kiện. Có lẽ vì thế mà cá heo nhỏ rất thân thiết với Hoắc Kiến Hoa, cứ về nhà là lại tíu tít bên bố. Dù rất ghen tị với Hoắc Kiến Hoa vì đứa con gái thân thiết hơn, nhưng Lâm Tâm Như phải thừa nhận là chồng đã thay đổi rất nhiều vì con gái. Không chỉ từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm con, Hoắc Kiến Hoa còn thay đổi luôn đam mê phóng siêu xe của mình. Mỗi lần chở con gái ra đường, anh ấy đi rất chậm và cẩn thận. Từ những câu chuyện nhỏ mà Lâm Tâm Như chia sẻ, mình và nhiều bạn có thể cảm nhận được cảm xúc hạnh phúc, viên mãn của người đẹp này sau khi con gái cá heo nhỏ chào đời. Dù chẳng còn là người phụ nữ đẹp nhất nhà, phải nhường quyền làm bà chủ gia đình cho con gái, nhưng Lâm Tâm Như lại rất thích thú với việc con cái. Nhưng Lâm Tâm Như lại rất thích thú với việc con gái càng lớn càng cá tính, mạnh mẽ giống mình. Nhật Nguyệt hy vọng sẽ được nghe thêm nhiều câu chuyện đáng yêu về gia đình của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Như thế mình mới có thêm nhiều bằng chứng để đập tan những tin đồn xấu về cặp đôi khuynh thế Hoàng Phi và có thêm nhiều niềm tin vào tình yêu của họ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.